vô phỉ. À, con này to anh em ơi. Ui, đây rồi, hàng hàng rồi anh em ơi. Ui, con này to anh em ơi. Wow wow. Ui, chép chép. Vâng, hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại với lại Phương Thảo Fishing. Hôm nay em lại quay trở lại sông Ha đánh lục ổ các bác nhá. Dạo này em thấy đánh lục ổ nó rất là hay, nên hàng dễ hơn là đánh bó mồi đấy. Trời, đợt này nó mưa phùn ẩm ướt đó các bạn, rất là bẩn. Đây anh em ạ, nước ở đây hôm nay nó cả hơn các bác ạ. Này các bác nhìn này, nó bờ nó sâu này, cả tít nụt bờ. Em cắn lại ổ cái đó. Đây em mang rất nhiều mồi các bác ạ. Cái này tính cân nặng cho nó phải 7-8 cân đấy. Mồi ướt rồi mà pha rồi rất là nặng. Em đang chỉnh lại cái cơm phao. Cái phao này đánh ở trong đây. Đây các bạn này, các bạn nhìn rõ không? Phao này đánh thì nó gần hôm nọ các bạn. Bể nước này nó sâu lắm. Ngoài kia hôm nọ thì em đánh nó rơi khoảng hơn 4 mét. Hôm nay nước nó cả nó phải đến 5 mét đấy. Sâu quá, đánh ở bên trong rồi. Cá có nó vẫn vào mà. Phương châm của em đánh là cứ xả thật nhiều mồi, đánh cả ngày. Làm chuẩn phết đi chứ. Đúng vị trí phao luôn đấy. Xả hết luôn các bạn, nên đánh độc đánh ổ bây giờ xả hết. Trời sáng rồi anh em ơi, mà chưa thấy con nào cắn cả. Em bé đang nhìn ở ngoài kia nó có hai cái chai các bạn này. Đây, hai cái chai đối diện nhau này, khả năng là có ông đặt cái lờ ngay đây đây anh em mà. Có nhìn hai chai chưa? Đấy, chắc chắn là hai cái đầu của cái lờ các bác ạ. Lúc tối em xả ổ em không để ý, thành ra nó lúc xả ổ xong bắt đầu ngồi, bắt đầu nhìn thấy hai cái chai nó cứ đứng im, nó không trôi. Lúc đầu em cứ nghĩ là kiểu nó là đang có trôi ấy, cứ xả kệ không để ý. Nhưng bây giờ cứ thế nằm im kia này, chắc chắn là họ móc lờ dưới họ để anh giấu đấy. Nó hơi buồn. Nếu mà biết sớm này chắc là em không đánh chỗ này nữa.
Vừa chót xả rất nhiều mồi này rồi. Xả hết mồi rồi các bạn. Giờ cứ đánh đi. Được con nào được thôi. Nhìn nó cũng hơi buồn các bạn ạ. Bình thường tầm này là nó phải đài cho vài phát rồi, nhưng mà giờ này chưa thấy cái gì cả. Ê, chết không rồi chứ. Bóng rồi anh em ơi. Wow, wow. Đồ phi quá ạ. Ui xua, đóng quả căng quá. Anh em ơi, là được con đồ phi, đồ phi là chắc đồ phi 7 màu. Đóng quả sợ. Đâu rồi, túi rồi. Đồ phi 7 màu anh em ạ. Đánh ổ luôn dính con này. Và con đầu tiên xe xô xe sốc. Con đầu tiên các bác ạ, xe xô xe sốc. Vô phi à, con này to anh em ơi. Ui. Mè 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 các bác ơi. Mè 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 mè. Ui đóng quả đạp thế. Nhớ bổng luôn. Ui, cá mè các bác ạ. Ui, mè nhỏ. Chạy đâu. Vật 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 vật. Ui dồi, đóng phóng bụng anh em ơi. Phê đấy. Ui, wow, wow. Ok. Rồi. Yeah, được con mè ngon quá anh em ạ. Đóng phẳng bụng. Con này tành lắm. À, anh em ơi, được một chú cá mè cũng rất là xịn này. Bụng này chắc là một bụng trứng hay sao các bạn ạ. Phê đấy, em cho rõ nhá. Tành lắm, con này tành lắm anh em ạ. Tành ngon với tay xạ thật. Đóng quả căng phết. Bao phê. Nó cái gì vậy? Bao phê các bác ạ. Đánh ổ bao cá to. Ok. Con mè xịn các bác ơi. Con này thái gỏi thì ngon. Thái gỏi là kho. Mở giống nó mẹ nó tành lắm anh em ạ. Hai rô phi một mè. Quá tuyệt vời.
đang còn mút các bác kìa. Đây rồi, hàng hàng rồi anh em ơi. Ui con này to anh em ơi. Wow wow. Ui chép chép. Ui sổ ơi. Cẩu phát bay luôn anh em ạ, chép 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 chép. Ui ui. Phê phê phê. Phê phê anh em ơi. Chép chép này con này. Ôi ôi nhìn chưa, chép chưa. Mưa cái đóng chép ngay. Em đội mũ vào. Con này nó sắp rách thịt quá, phải vật nó sắp rách thịt kìa. Kinh 20 hát bánh phát cẩu con vào luôn. Mưa cái nên chép ngay. Đi tí tí thôi. Úi cẩu cẩu lên, sợ rách thịt anh em ạ. Bá đạo cần 20 hát. Con này nhá phát lên nổi luôn. Ui đóng hòa sâu quá. Con này nhỏ anh em ạ. Này chắc hơn cân. Đây anh em ơi. Ui nước nó chảy vào. Con này chắc là khoảng được hơn cân. Nhưng mà chép sông hí này điều quá tuyệt vời anh em ạ. Đấy. Wow. Ngon quá. Đây. Hôm nọ đi đánh vậy cứ chuẩn bị ăn uống là nó cắn. Hôm nay em đang định nấu mì tôm thì thấy phao này nên lại chạy ra. Đang mưa lại lên. Hạ thủy gần thôi, phê quá. Nữa đâu nhỉ? Nó bò nó ghi quả căng phết, em tưởng hàng to lắm cơ đấy. Cứ phải tưởng hàng khủng lắm. Không ngờ là 7 phát lên ngay. Không ngờ 7 phát lên ngay em chép. Tuyệt vời rồi. Okay.
Ây rồi nhà em ơi. Ui chép 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 anh em ơi. Chép 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 chép. Chép đạp chép đạp chép đạp. À tuyệt vời tuyệt vời. Mưa lên chép ngay. Ui đóng vào mặt. Đạp đạp anh em ơi. Làm lấy cái vật à. Ý xoài. Vào đây, cố đóng mũi lưỡi các bác ạ. Cố gắng đừng để mất. À. Ok. Chép đẹp quá. Ủa. Con này về om dứa đi. Phải ngon không? Này anh em ơi, chép sông nó chỉ thế này thôi nhưng mà rất là tuyệt vời các bạn. Wow, rất tí mất. Ok. Đẹp. Chép bé bé anh ạ. Chép mấy lạng. Tuyệt vời luôn. Xuống 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 xuống. Đóng rồi anh em ơi, đóng ngay. Rô phi to các bạn ạ, rô phi. Đẹp đẹp luôn. Cậu. Đóng thắng người. Đóng thắng người anh em ạ. Tuyệt vời. Đây có nhìn đây. Đấy, đánh sông nó phải cá nó phải như thế này nó mới sướng phải các bác. Rô phi là bự đấy. Đánh ổ nó thế. Rô phi to tuần đều. Ây rồi anh em ơi. Ui ui. Ui phi cụ phi cụ phi cụ. Phi cụ phi cụ phi cụ. Ui nó đít quả đẹp thế. Phi to anh em ơi. Quá 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 phi to chưa. Ngon 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 quá. Ui xa. Vạt 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 vạt. Quả to đấy. Tuyệt vời. Ok. Con này chắc được khoảng cân các bác ạ. Ngon nhỉ. Anh em thấy đánh này sướng không? Đây chưa? Vào đây. Kéo. Tí tù lù. Con nhà mình trời nóng vàng đẹp chưa? Nắng chói chang. Tuyệt vời. Ôi về thôi các bác ơi, muộn rồi đấy. Hôm nay đánh ở đây tương đối là phê. Và hàng to thì nó không được hàng gặp hàng to thôi, còn đâu hàng nhớ dỡ nhiều. Đây em đang cho máy nó chạy sục rồi các bác này. Đang chạy sục để mang về cho sống các bác nhé. Ăn nó tươi nó ngon. Đây và bây giờ em sẽ dùng chiếc cân này để cân lên cho anh em xem là. Ôi thôi à. Đấy. Cân cho anh em xem hôm nay được bao nhiêu cân nhé. Cân tổng thể xong rồi tí em cân chữ bì sau.
Ui, đánh hết cả cái lưới này. Cứ bình tĩnh thôi. Đây, đỡ. 10 cân các bạn. Đây các bác nhìn có rõ không? Đây 10 cân này. Kinh chưa? Đó, 10 cân đấy. Đây anh em nhìn, 2 cân này. Nó vừa hạ rồi, 10 cân các bạn ạ. Đấy, giờ em đổ cái đống cá vào kia xong rồi đâu trừ bì nhé. Nhiều cá quá anh em ơi. Phê quá. Đổ đây. Úi xoài, nó còn đổ phía này mới sướng. Quá. Chép ngon các bạn, chó hết thùng rồi. À, những đồ phi to quá. Mè này. À, cảm ơn chép này sướng thật các bạn ạ. Một số đồ phi 7 màu chết này. Nhưng con 7 màu này khả năng mất đi. 7 màu thì chẳng ăn được. Những đồ phi to to. Bảy màu này. Con mất đi. Đó, giờ em cân thử cái bì này, bao nhiêu nào. Bao nhiêu đó nhỉ? 1,1 cân, 1 cân 2 đi. Đấy, kéo hết này, 1 cân 2 các bác nhá. Gần 9 cân cá mà, phê thật. Về thôi các bác nhá.